Cũng xin phép mấy anh mấy chị, đúng ra thì tôi không có hát nữa, tại anh Minh Đức yêu cầu tôi hát rồi tôi sẽ ra về, bởi vì lâu lắm tôi không có gặp anh Minh Đức, và nghe anh làm ở đây tôi làm trên này rồi tôi chạy ngang ghé thăm ảnh, thì để cũng gửi tặng mấy anh mấy chị có mặt trong buổi giao lưu hôm nay. Hòa Tâm và Ngọc Phượng sẽ trích đoạn trong giữa tuồng Tìm Em Nơi Đông của tác giả Đăng Minh và Châu Thanh. Anh Tâm kìa, Ngọc Phượng, tại sao em lại đến đây? Em đến đây gặp anh một lần sao vui, rồi em... Rồi em sẽ theo chồng đúng không? Thôi em hãy về đi anh Tâm. Em đừng nói gì thêm nữa. Thôi em hãy đi bóng hình nắng. Thôi thôi Vy ơi, đừng gọi tên anh nữa, mà chỉ cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đứa tên gì lạc nữa đấy. Giữa hai ta mỗi đứa một phương trời chiếm diện, thì em ơi lưu luyến mà chi yêu thương để làm gì, rồi tình cũng chia ly. Về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chi cho mắt lệ rưng sao. Lần này Hãy subscribe.
chi em tôi buồn chi em. Dù có thương đau mình cũng xa rồi, ngày nào ta mơ chung đôi, giờ đây sao kia ai nơi, vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh xin hiểu cho em. Cô em hãy chịu đi. Tình trái ngang ngang mình đã duyên rồi. Thì thôi em quên chuyện xưa ta trao cho nhau bao kỷ niệm. Rồi rồi mai mình phải chia xa em về nơi xứ lạ, nuốt lệ vào tim gian dở mối duyên đâu. Biết rằng cảm ơn giọng ca của anh Tâm rất là nhiều. Và để liên tục chương trình thì giờ đây Ngọc Phượng xin mời tiếng hát của cô Ba Dân sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị với bài giọng cổ được mang tên Tội Tình. Và sau bài hát này thì đôi song ca của chúng ta chuẩn bị nha. Cảm ơn anh Hoàng Tâm rất nhiều. Và dạ, từ quận 9 lần lội tới đây thăm em là rất là quý luôn. Dạ. Dạ, ngày xưa anh Hoàng Tâm cũng từng thi giải bông lúa vàng và đọc giải tư năm 93, năm đầu tiên của Đài Phát thanh thành phố. Dạ. Lâu quá mới gặp luôn. Ôi, Ba Dân cũng lâu lắm không có được đi chơi văn nghệ mà coi như cũng nhiều năm rồi.
thì cứ nằm ở nhà lướt Facebook thì cũng thấy được anh em chúng ta.